Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ chứng minh. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022. Đệ tử chúng con pháp danh Tâm Triệu có một thời nói chuyện buổi sáng trước đại chúng. Lời đầu tiên chúng con kính nguyện ân đức của Tam Bảo gia hộ cho Sư Phụ được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, ít bệnh, ít não. Cũng nguyện cho quý Thầy cùng quý Phật tử được nhiều sức khỏe, tinh tấn trên con đường tu nhân học Phật. Thế thì Đạo Phật, con đã kính bạch trên Sư Phụ chứng minh. Kính thưa đại chúng, đệ tử chúng con vào chùa năm 2012, trải qua 6 tháng tập sự, đầu 2013 mới đầu xuất gia. Như vậy tính từ khi xuất gia đến cũng gần chục năm rồi. Hôm nay con xin phép tâm sự mỏng về đời sống của người xuất gia. Đời sống của người xuất gia đối với quý Thầy thì quý Thầy nắm được hết rồi. Nhưng mà người cư sĩ hoặc là người thế gian thì có thể là họ sẽ chưa có nắm rõ được, cũng như là chưa có thể hiểu được một ngày quý Thầy làm cái gì, rồi quý Thầy sinh hoạt như thế nào. Nhất là bây giờ thời đại công nghệ thông tin nó đang phát triển, Facebook, TikTok, nhất là cái TikTok. Khi có một cái vấn đề gì đó liên quan đến hình ảnh của quý Thầy, người ta đưa lên và có rất nhiều những bình luận trái chiều, khen có, chê có. Và con người ta không có tìm hiểu kỹ cái vấn đề đó, mà người ta chỉ biết là chê thôi, không biết cái vấn đề nó đúng hay nó sai. Mà mình chỉ là người bên ngoài, mình nhìn thấy như vậy, rồi mình vào mình chửi, mình mắng, mình dùng những lời lẽ rất là thậm tệ để mình nói xấu. Đó là một cái thực trạng rất là nguy hiểm đối với cái hệ thống mạng này. Có nhiều người còn cho rằng xuất gia làm ông thầy chùa sướng quá, vào chùa ở đây, ở đây theo các thầy sung sướng quá, ăn thì không phải làm gì hết đấy. Thì đó là cái đề tài, đó là cái thắc mắc mà con muốn chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Không phải là con biện luận hay là biện hộ cho cái việc đó, mà con chỉ muốn chia sẻ một chút thôi, một chút để cho quý vị hiểu về cái đời sống của người xuất gia. Thưa quý vị, khi mà bên ngoài đúng thì quý vị có thể thèm món gì, thịt gà hay thịt vịt, hải sản này hay là cua hoàng đế gì đó, thì quý vị có thể ra chợ quý vị mua, quý vị ăn. Nếu như quý vị là người bên ngoài, quý vị là người thế gian, có thể mua món gì cũng được mình ăn. Nhưng mà ở trong chùa thì khác, phần lớn là chư tăng ăn chay, tức là ăn rau củ quả. Những bữa cơm buổi sáng tại chùa Hồng Pháp có nhiều hôm á, có những món rất là truyền thống mà nó phải lưu vào trong cái bản gọi là vô cùng đặc biệt. Đó là cái món dưa neo, rồi củ cải khoa mới đậu hũ. Còn nghe nói cái món này nó có lịch sử cũng hơn 10 năm. Các thầy chi nhánh, các thầy trụ trì thì các chùa lớn
đệ tử đầu của sư phụ chia sẻ rằng ngày xưa anh ở chùa ăn món này, anh đi 10 năm rồi vẫn thấy món này, tức là đây là đặc sản đây. Quý vị thấy nè, buổi sáng có thể ăn rất đơn giản, buổi trưa cũng vậy. Ở chùa mình còn kiêng cả ngũ tân đó. Trong chế biến thức ăn không sử dụng cả hành, hẹ, tỏi, nén kiểu, cũng không có bỏ năm cái thứ gia vị đó vào chế biến thức ăn luôn. Nên thức ăn ở chùa rất là đơn giản, rất là thanh đạm, rất là nhẹ nhàng. Nếu mà quý vị bên ngoài á, quý vị nói mà ở chùa mà sung sướng á, ăn ngon á, thì mời quý vị vào chùa Hoằng Pháp xuất gia nhé. Đây là cái lời mời thứ nhất trong vấn đề ăn. Cái vấn đề thứ hai á, mặc bên ngoài á, thì quý vị có nhiều quần áo lắm, có thể mốt này này, con này không có dành về cái mốt quần áo chay nơ hay cái gì đen thì con cũng thua, hay là xanh đỏ tím vàng gì đó. Bên ngoài quý vị thích mặc cái gì á thì chúng ta có thể mặc, một năm chúng ta có thể mua vài bộ đồ. Còn những người nào có tiền á, những người nào của công chúng á, thì họ có khi có tới 100 bộ đồ là giày và xếp cả tủ. Mà mỗi lần đi diễn mà không biết lựa cái bộ nào để mặc. Ngược lại ở trong chùa thì sao ạ? Quanh năm cũng chỉ trung thành với ba màu thôi. Quý cư sĩ thì mặc đồ nam, và có nhiều chùa quý thầy cũng mặc đồ nam. Như chùa mình thì mặc màu nâu, rồi thêm cái màu thứ ba là màu vàng của y hậu. Quanh năm suốt tháng chỉ có ba màu thôi. Không khoác cái y màu vàng thì cũng khoác cái màu nâu à. Một năm sư phụ cho hai bộ quần áo, người ta gọi quần áo La Hán đó. Nhưng mà chúng con có khi một năm cũng không may tới một bộ luôn. Có khi hai năm mới xuống phòng may lận. Quần có khi nó lò xo rồi nó rách, rồi vá cái chỗ này rồi chắc chỗ kia, cũng không vấn đề gì cả, miễn nó không hạ một số bộ phận quan trọng được. Mà nếu có hạ thì đem xuống phòng may vá rồi không sao, không ai nói, rất là đơn giản. Nhưng thử hỏi nếu mà bên ngoài á, quần áo của quý vị như vậy quý vị có mặc được không? Hay là mình nhăn tí thì mình ủi, lỗi mốt một tí thì mình thay đổi. Nếu mà quý vị bên ngoài á, quý vị nói xuất gia để ăn mặc quần áo sung sướng á, thì mời quý vị chúng ta vào chùa Pháp, chúng ta xuất gia, chúng ta mặc ba cái bộ đồ của quý thầy. Đây là cái lời mời thứ hai. Thế còn nói đến cái vấn đề ở, ở bên ngoài á, nếu mà trời mà rét á, thì quý vị có áo ấm, áo này áo kia, quý vị có nhà có máy điều hòa ngủ ấm. Nếu mùa hè nóng á, thì chúng ta có máy điều hòa cho nó mát. À, có thể là phòng riêng, một mình một phòng, gọi là vua một cõi đó. Rồi mình có thể là có chăn này, có nệm ấm. Thì mình ngủ á, thì ngủ lúc nào cũng được hết, ngủ đến mấy già cũng được. Nhưng mà xin thưa với quý vị, ở chùa chư tăng là 3:30 sáng là phải thức dậy rồi. Sau đó là vệ sinh, và 4:15 lên chánh điện tụng một thời kinh. Cái giờ mà quý vị đang ngon giấc á, quý vị đang ngủ á, thì giờ đó là các tăng ni ở các tự viện bắt đầu dậy rồi. Chư tăng á,
rất là đơn giản trong vấn đề ngủ nghỉ. Như chúng con ở không phải ở phòng riêng mà ở tập thể, 5 thầy 4 thầy 1 phòng. Nếu mà phòng rộng á, ở tới hơn 10 vị lận. Như sư phụ á, của chúng con á, ngày trước đó thì ngày ở cái phòng nhỏ đó. Về sau này á, Chư Tăng mới phá cái phòng kia thì phòng ngài rộng hơn. Mà rộng hơn thì không phải ở cho thoải mái, mà rộng hơn là để kê kinh sách cho sư phụ. Kinh sách nó chiếm mất khá nhiều cái diện tích rồi, mới để cho quý thầy có thể vào phòng vấn an sức khỏe sư phụ nó dễ hơn, nên mới mở cái phòng rộng ra thôi. Và phòng của ngài cũng không có cái gì đâu, có kinh điển không à, cái bàn làm việc mấy cái đơn. Nói cái đơn là không biết, bên ngoài thì biết cái đơn là cái gì không? Quý vị Phật tử trong chùa biết cái đơn là cái mạo như thế nào không? Cái đơn thì chúng ta hình dung nó giống như là cái hộp diêm á. Thì biết cái hộp diêm thống nhất không? Thì nó hình thù nó giống cái hộp diêm, nó có cái nắp mở ra để mình có thể để đồ ở trong đó. Rồi nó có cái 4 cái chân ở dưới. Cái chiều dài của nó thì nó dài hơn người mình một xíu thôi, nhưng mà cái bề rộng á thì nó chỉ được khoảng 80 cho đến 90 thôi. Nếu mà thầy nào mà mập mập một xíu á thì là nó cũng vừa in á. Nếu mà mới nhất là cái đợt chúng con mới xuất ra á, ngày xưa mình ở bên ngoài mình làm cái giường nó lớn mà 1m6 là vô chùa nó còn có 70-80 à. Lên mà không khéo làm cái đơn á, đêm mà mơ là khi là rớt xuống đất á. À đấy, không có máy điều hòa đâu, ngay cả phòng sư phụ cũng không có máy điều hòa, cũng chỉ có một cái quạt cơ thôi. Và phòng của ngài chỗ ngủ cũng chỉ cái đơn bình thường, cũng một cái chăn cái chiếu thôi, không có nệm ấm gì đâu. Nếu mà quý vị Phật tử, quý vị bên ngoài á mà nói tu hành vô trong này ăn ngủ sướng á, thì xin mời quý vị vào chùa chúng ta xuất gia. Đây là cái lời mời thứ 3 của con. Cái thứ 4 á là bệnh. Có một đợt là chúng con đi thăm quý thầy ở trên bệnh viện Xuyên Á, thì tinh thần của Chư Tăng mà hòa hợp và thanh tịnh, là mà đi rất đông, xin hẳn cái xe 30 chỗ là có tới khoảng hơn 20 thầy đi vào bệnh viện Xuyên Á. Thì cứ đi một hàng thôi, đi vào ai người ta cũng nhìn hết á, không biết là có ai chết ở trong bệnh viện hay không. Quý thầy đi cầu siêu, sao quý thầy vô bệnh viện nhiều thế, sư ở đâu mọc ra nhiều thế, người ta cứ nhìn. Thì có người thì nói, ủa mấy ông thầy cũng bệnh à? Ồ lạ, mấy thầy cũng là người, mấy thầy cũng có thân ngũ uẩn, cũng có cái phần thể xác này, cũng ăn cũng uống thì nó là chuyện thường tình thôi, thì cũng có bệnh thôi. Như vậy cũng đi vào bệnh viện để chữa bệnh. Nhưng mà bên ngoài không hiểu sao là quý vị này cứ cho rằng là chúng con là tu hành này là không có bệnh ta. Nếu cái này không có bệnh thì cũng tốt đó. Cái việc thăm bệnh của quý thầy nó vui lắm quý vị. Đi vào thăm bệnh thì do là cái đời sống sinh hoạt của Chư Tăng nó khác, do vậy là phải ở phòng riêng tiện cho cái việc sinh hoạt. Khi mà có thầy vào á là ngồi hết cái phòng luôn. Trên giường bệnh không hết chỗ thì mình ngồi dưới đất, trải chiếu ra, mấy thầy trải chiếu ra, mở tủ ra, mở tủ đó đó có em xua rồi Phật tử mới cúng á, có nho này, có kiwi này, mang ra ăn đi. Đi thăm bệnh để làm gì? Đi thăm bệnh mục đích chính là hỏi thăm sức khỏe huynh đệ, thứ hai là mình chia sẻ đồ ăn với huynh đệ, tại vì ăn không có hết. Nên quý thầy cố gắng chúng ta
ngồi đây chúng anh em chúng ta ăn với nhau thôi. Lên là nhiều lúc đi thăm bệnh vui lắm. Có chuồng nho cái giết anh mấy anh em ngồi rồi ăn với nhau vui vẻ. Thăm bệnh của quý thầy rất là vui, không có cái vấn đề gì cả. Thì hết là hơn 10 ngày hết bệnh rồi ta đi về chùa. Chùa thì có người thay hết rồi. Chùa bệnh á thì không có huyện gia đình chăm sóc, chỉ có huynh đệ thôi. Nếu mà quý vị bên ngoài quý vị thấy mà xuất ra mà sướng á thì mời quý vị vào chùa tu, chúng ta cộng đồng. Đây là cái lời mời thứ tư của con. Tiếp đến là cái phần tóc. Thưa quý vị bên ngoài người ta nói sao? Cái răng cái tóc là gốc con người. Người ta phải chú trọng cái mái tóc nè. Rồi con gái là phải, ví dụ ngày xưa là phải đẹp, dài, mượt, óng ả, thơm nữa. Mấy bạn nam á thì phải kiểu này kiểu kia. Nói chung bây giờ tóc nó có nhiều kiểu lắm. Mình ưa theo kiểu nào mình cắt theo kiểu đó. Nếu mà thử hỏi mà mình cắt á, khi nào mà mình bị bệnh á, mình phải xạ trị á, mà mình rụng tóc á, lúc đó mình đau khổ dữ lắm. Còn ở trong chùa thì sao? Thầy tóc đâu? Cạo sạch hết à? Bắt đầu xuất ra là cạo à? Cạo trọc luôn. Một tháng cạo hai lần. Có khi là bây giờ sư phụ cho phép một tháng cạo bốn lần. Nhờ không có tóc cho vậy cũng không cần được luôn. Không cần dùng được. Nhiều thầy rất là đơn giản thôi. Rồi người ta hỏi, ủa mấy thầy không có tóc, mấy thầy có xài dầu gội đầu không? Có xài tí. Nhúc không cần xài dầu gội đầu. Nhưng mà con nói không, không có tóc nhưng nó vẫn có mùi hôi, đi nó vẫn bụi, do vậy vẫn phải có dầu gội đầu. Có một số thầy ấy, con biết ấy, không có xài dầu gội đầu luôn. Xà bông cục không à? Đoạn xài xà bông cục không á? Nên là quý vị nào mà nói xuất gia để sung sướng á thì quý vị cái đôi chùa đấy chúng ta cạo đầu rồi chúng ta thử cái cảm giác mát đầu như quý thầy xem nó sung sướng không. Đây là cái lời mời thứ năm của con. Đây là năm lời mời rồi nhá. Bây giờ đến cái thứ sáu này, người ta nói vấn đề học, người ta nói là cái xuất gia cạo đầu là ông thầy không cần phải đi học. Ông thầy chỉ cần đi cúng được. Người ta có quan niệm như vậy đó. Xin hỏi này, quý thầy đây, quý huynh đệ đây, chúng ta cần đi học có không ạ? Có. Con tự trả lời luôn. Làm ông thầy đâu phải là dễ đâu. Bản thân chúng con nhá, từ khi vào chùa đến bây giờ 2013, 2 năm đi học sơ cấp ở quận Tân Bình, 4 năm đi học trung cấp ở dưới quận 9, gần 4 năm đi học cử nhân Phật học ở trên Học viện Bình Chánh này Minh Xuân. Như vậy là 10 năm đi học Phật học rồi mà nó chưa xong nữa. Đấy là không mơ tưởng đến gọi là thạc sĩ hay là tiến sĩ Phật học đó. Mới chỉ sơ sơ thôi đó, là có 10 năm mà. Mà xin hỏi quý vị Phật tử đi học mà mấy thầy thi có rớt đâu? Rớt đâu? Không hả? Làm gì có chuyện thi không rớt? Rớt chứ. Học thi là phải rớt à? Thậm chí là rớt những cái môn mà thi lại lần hai nó chưa đậu nữa. Chứ đạo Phật có phải là từ bi không? Có, từ bi trí tuệ mà. Quý thầy cũng từ bi đâu. Từ bi để cho học lại lần hai, cho kiến thức cho nó vững đó. Thì có học có thi, các trường lớp là phải chấm dứt thôi. Nếu mình không làm được bài là phải chấm dứt thôi. Đó là cái điều đương nhiên đó quý vị. Do vậy làm ông thầy á, nó phải có cái đầy đủ những cái tố chất chứ. Cũng phải thi đi học chứ. Cũng phải có cái thời khóa giống như là người bên ngoài. Đó là con mới kể, mới sơ qua đó. Con nói con dự trù, con nói là 10 phút à. Mà bây giờ nó lên tới 20 phút à. Đó là mới điểm sơ qua một tí xíu rồi nhá. Đó từ vấn đề ăn này. Nếu mà bây giờ con chốt lại đi.
Đây này, con có cái thắc mắc con trả lời cho bên mấy vị bên ngoài thôi. Người ta nói rằng, người ta bình luận, người ta nói tu hành sướng lắm. Thì con mới đưa ra một số ý để cho quý vị thấy rằng là tu hành sướng nhất này. Đó, nếu mà quý vị cảm thấy sướng á, thì quý vị cứ vào chùa xuất gia đây. Quý thầy rất là hoan nghênh, mở cửa chào đón quý vị gia nhập tăng đoàn. Cái sướng ở đây á, tức là gì? Đời sống của quý thầy rất là bình thường, ăn thế nào cũng được hết á. Thậm chí trưa nay ăn gì con không biết nữa mà. Tới già mình chỉ việc làm tốt cái việc tu học của mình thôi. Còn ăn hay không nhà bếp tự khắc lo, quý thầy không phải lo phải ăn uống. Đó là cái hạnh phúc của quý thầy. Không cần phải biết nay mặc cái gì, tại vì có cái gì đâu mặc. Có phải lựa đồ gì đâu mặc, nó mốt cái đồ đâu à. Nên cũng không cần thiết là mặc cái gì luôn. Có cái gì mặc cái đó. Đơn giản cho việc mặc. À cũng vậy nữa. Một mình nó buồn, năm người cho nó vui. Nên là năm người cũng được, không sao. Tắp cũng được, cạo trọc đi rồi mình khỏi gọi đâu, mình khỏi cần lược luôn. Mất công ngồi chải bên này, chải bên kia, rồi tóc kiểu dễ ngôi hay là tóc kiểu một mái hay cái gì đó. Rồi tóc kiểu con tóc kè nữa, rồi tóc lò xo, rồi nó nhiều kiểu lắm. Bây giờ thật đi tóc người ta còn trang trí nguyên cái hệ thống đèn led ở trên đầu là quý vị đi tới đâu nó sáng rực trời luôn. Quý vị thấy không, ở trên mạng nó nhiều lắm, nhiều kiểu tóc lắm. Quý thầy sao cạo trọc, thậm chí nhiều thầy còn cạo luôn cái chân mày luôn. Cái mới cạo trọc á. Học cũng vậy nữa, có học thì có thi, mà có thi làm bài cẩn thận học hành thì đậu, mà nếu không thì rớt. Chúng con cũng còn may mắn này, đến bây giờ là cũng chưa rớt một nào, cũng cố gắng chứ lắm. Thôi thì hôm nay chúng con tâm sự mỏng như vậy thôi, rất là mỏng. Tha thiết kêu gọi quý vị bên ngoài, nếu mà quý vị nói là tu sung sướng á, mời quý vị chúng ta vô chùa, chúng ta xuất gia tập cái đời sống của quý thầy xem, là mình thử cảm giác xem nó có sung sướng không, như cái theo mình nghĩ không, hay là mình cần phải xem xét lại những cái lời nói của mình, những cái bình luận của mình trên cái hệ thống Facebook hoặc là TikTok, để từ đó chúng ta sẽ kiểm điểm lại cái hành vi của mình trước khi chúng ta nói, trước khi chúng ta làm. Tại vì các cụ nói ăn thì ăn sao cũng được, nhưng mà nói thì phải coi chừng. Tại vì mình nói, mình bình luận lên trên đó, nó sẽ còn cái thông tin ở trên đó. Mấy chú cư sĩ nam hay cư sĩ nữ để thấy tu hành sướng không? Sướng hả? Rồi, Tết này quý vị xem xuất gia hết đi nha. Để cho chùa Pháp đông chư tăng. Phật giáo này có nhiều lớp tăng tài. Cuối lời chúng con cũng kính chúc trên sư phụ cùng quý thầy, quý Phật tử được nhiều sức khỏe. Nếu mà trong khi nói có những cái ngôn ngữ nào, có những cái hành động nào, có những cái ý nghĩ nào nó chưa được tốt, chưa được hay, nó chưa được đẹp, thì nguyện cầu cho cái ngài từ bi hoan khỉ bỏ qua cho. Nam mô A Di Đà Phật.